Chào bạn, khi chúng ta sử dụng các cái phần mềm ấy thì việc mở file là một trong những hành động mà chúng ta thường xuyên phải làm. Và với các phần mềm mà trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, đặc biệt là các phần mềm như là Revit ấy, thì cái việc mở file là một hành động tưởng chừng bình thường nhưng là vô cùng rất là quan trọng. Bởi vì việc các bạn mở file một cách đúng thì sẽ giúp các bạn sử dụng các phần mềm này một cách là dễ dàng và hiệu quả hơn. Bởi vì ấy, hầu hết các cái phần mềm mà kiến trúc xây dựng thì các file của nó thường dung lượng rất là lớn, đúng không ạ? Và làm sao để mở file có thể chuẩn chỉ nhất và làm sao để thiết lập cái cách mở file cho thật là tốt nhất, thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái file Revit của mình, một cái dự án của mình. Và hầu hết các bạn khi mở file thì các bạn sẽ mở như thế nào? À, thường là các bạn sẽ có một cái thói quen đó là các bạn kích trực tiếp vào file, các bạn kích đúp như thế này và nó sẽ mở file. Và các bạn sẽ thấy rằng ấy, khi các bạn mở file bằng cái cách này thì nó sẽ có một cái vấn đề như sau, đó là hầu hết tất cả các phần mềm khi chúng ta mở nó lên thì nó sẽ phải khởi động cái phần mềm trước đã, đúng không ạ? Nó phải khởi động phần mềm Revit, sau đấy thì các bạn mở file, thì nó sẽ khác với việc các bạn đó, ngay các bạn kích đúp vào file. Và khi các bạn kích đúp vào file như thế thì ngay lập tức phần mềm của chúng ta nó phải đảm nhiệm luôn việc đó là, một là khởi động phần mềm, hai là load luôn cả dữ liệu của cái file đấy luôn. Thì do vậy thì nếu mà các bạn mở bằng cái cách này thì nếu cấu hình của bạn mà không cao ấy, cấu hình máy tính nó không cao, thì việc các bạn bị bung file này, bị lag máy tính là chuyện rất là thường xuyên xảy ra. Ngoài ra các bạn sẽ thấy đó là khi chúng ta mở file bằng cái cách này thì thường ấy, nếu những cái file mà nó có những cái thiết lập như là về link file này, nó có link file ở đây, các bạn phải có link file này, hoặc những cái file mà có thiết lập về workset, work sharing để làm việc, hay là các thiết lập khác nữa, thì việc các bạn mở cùng lúc cả phần mềm và cả file thì bạn sẽ thấy ngay lập tức có lỗi. Các bạn thấy chưa, ngay lập tức là nó sẽ rất là dễ bị lỗi. Đấy, thì một cái lời khuyên cho các bạn đó là các bạn khi mở file Revit các bạn không nên kích đúp trực tiếp vào file này nhá, được chưa? Ngoài ra cái vấn đề kích đúp trực tiếp vào file này nó sẽ có một cái vấn đề nữa, đó là thông thường ví dụ các bạn thấy đó là nhiều bạn sẽ cài nhiều phiên bản Revit trên một máy tính. Ví dụ như hiện tại máy tính của mình đang cài 3 phiên bản 2014, 2015, 2016 và cả 2017 nữa, tức là 4 phiên bản. Và khi các bạn kích đúp như thế này này thì đôi khi cái file chúng ta nó sẽ không được mở theo đúng phiên bản của nó. Ví dụ cái file này đang là file Revit 2017, nhưng nhiều khi chúng ta kích đúp thì nó lại mở bằng phần mềm Revit 2015 chẳng hạn, thì lúc đấy thì ngay lập tức nó sẽ lỗi. Đấy, các bạn lưu ý cho mình. Do vậy ở đây nó sẽ có một cái mẹo cho bạn, là khi các bạn đặt tên file nhé, thì nên ngoài việc lưu tên của dự án này, tên có thể tên của ngày làm việc này, tên của môn, thì các bạn có thể lưu thêm một cái ký tự để các bạn biết được file đấy là làm việc trong phiên bản Revit nào, được chưa ạ? Rồi, thì đây là cái kinh nghiệm đầu tiên, đó là không kích đúp trực tiếp vào file để mở file các bạn nhé. Vậy cách mở file Revit hợp lý nhất đó là các bạn file mở phần mềm Revit trước. Mình sẽ mở phần mềm Revit trước, ví dụ đây mình đã mở sẵn Revit 2017 lên, và sau đấy thì mình mới đó là sử dụng cái lệnh open. Đấy, các bạn có thể ấn Ctrl O và các bạn dẫn đường link đến cái file của mình. Và khi các bạn mở bằng cách này thì phần mềm Revit đã được khởi động rồi, và chúng ta mở file, chúng ta open. Đấy, nó sẽ có thể nó hơi thao tác nhiều hơn, là chúng ta vừa phải load file vừa phải hai lần thao tác, đó là mở file và load file, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn khởi động một cách đó là tốt hơn, hiệu quả hơn các bạn nhé. Như vậy thì các bạn đã thấy file của mình đã được bật lên. Vừa rồi là cái kinh nghiệm đầu tiên khi bạn mở file. Kinh nghiệm thứ hai mà mình muốn nói đến khi bạn mở file Revit trong khi chúng ta sử dụng phần mềm này, đó là khi các bạn mở file ấy, thì nãy là chúng ta đã qua bước đó là mở phần mềm này, khởi động phần mềm và load dữ liệu. Thì khi các bạn load dữ liệu thì thường các bạn sẽ được load đến một cái view của dự án, đúng không ạ? Và các bạn lưu ý cho mình, nếu cái view dự án của bạn mà nặng, đặc biệt là những cái view 3D như này này, hoặc là những cái view mà bạn nào vô tình lỡ đó là thiết lập những cái hiển thị rất là chi tiết hoặc rất là nặng nề,
thì cái việc chúng ta vừa load phần mềm này, vừa load dữ liệu dự án này, và vừa load luôn cái dữ liệu của cái view đấy thì nó rất là lag, và cái việc chúng ta bung file lag máy tính là chuyện rất là thường xuyên xảy ra. Và có một cái kinh nghiệm khi chúng ta làm Revit dự án một cách chuyên nghiệp ấy, nhất là ở những cái dự án lớn ấy, thì người ta luôn thiết lập một cái view nhẹ nhất, view hiển thị đơn giản nhất, để chúng ta khi mở file nó load vào cái view đấy thì nó sẽ không bị giật lag. Đấy. Thì giả sử như khi mình làm dự án, mình sẽ chọn một cái view là một cái view mặt bằng thôi chẳng hạn. Mình chọn một cái view mặt bằng, hoặc các bạn có thể chọn một cái view nào đấy làm sao cho nó nhẹ nhàng nhất. Thường là những view 2D thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Đấy. Và khi các bạn chọn được cái view này để mở file, thì để làm sao thiết lập là cái file Revit của chúng ta khi nào mở lên nó sẽ chủ động mở vào cái view này, thì các bạn sẽ vào cho mình mục Manage. Thì nó sẽ có một cái mục ở đây này, Manage Project. Như mình nói, Manage là nơi mà chúng ta sẽ thiết lập các cái dữ liệu của dự án. Và là một người quản lý ấy, thì các bạn phải cần tìm hiểu nhiều trong cái này nhé. Thì đây nó có cái mục, đó là mục Starting View. Và đây chính là nơi chúng ta sẽ thiết lập cái view nào nó sẽ được mở khi chúng ta mở file. Các bạn kích vào Starting View. Đấy, thế các bạn có thể chọn đây này. Đấy, các bạn có thể chọn đây. Các bạn thấy không? Giả sử mình chọn là cái view là floor plan option 1.1 này, là cái view khi chúng ta mở lên thì nó sẽ luôn được mở file này. Mình kêu ok. Sau đấy mình sẽ thử lưu file nhé. Mình lưu file. Rồi, bây giờ mình thử mở lại file này các bạn xem. Mình kêu open laptop. Bây giờ mình mở file nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nó mở file, nó sẽ vào được cái một cái view rất là nhẹ nhàng, đánh việc là ngay lập tức khi chúng ta mở file đã phải load một những cái dữ liệu rất là khối lượng rất là lớn, có gây giật lag. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, và đây chính là cái kinh nghiệm thứ hai mà các bạn cần biết. Như vậy thì mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn như sau. Để mở file trong Revit hay thậm chí là bất cứ phần mềm nào, nhất là phần mềm kiến trúc xây dựng ấy, thì đầu tiên mình khuyên các bạn đó là hãy mở phần mềm trước. Khi các bạn đặt tên file của Revit ấy, cái file dự án, thì các bạn nên có những cái ký hiệu, ví dụ như R17, R16, R15, thì các bạn biết đó là cái file đấy thuộc phiên bản Revit nào. Và khi các bạn với mỗi file thì các bạn phải mở phần mềm trước lên thì các bạn sẽ mở được chính xác hơn. Ngoài ra với những cái dự án lớn ấy mà có cái khối lượng dự án lớn, cái khối lượng dữ liệu nó lớn, thì các bạn nên vào trong mục Manage và vào Starting View để các bạn có thể thiết lập cho một cái view mở file làm sao cho nó nhẹ nhàng, tránh cái việc chúng ta giật lag, bung file hoặc là thậm chí là lỗi card màn hình như lúc nãy mình bị lỗi ấy, được chưa? Đây là những kiến thức rất là nhỏ nhưng mình tin rằng nó sẽ giúp các bạn sử dụng Revit một cách hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Hãy like và subscribe fanpage Revit Max Việt Nam và kênh YouTube Revit Max Việt Nam để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.